Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt VS Code ở trên máy và cũng đã cùng các bạn thực hiện một vài cái config cơ bản. Tuy nhiên ở video này mình sẽ làm lại nó để các bạn hiểu rõ hơn một vài cái config mà chúng ta cần bắt buộc phải làm ngay sau khi mà chúng ta cài VS Code xong. Thì việc đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó chính là các bạn hãy đồng bộ cái VS Code thông qua một cái tài khoản. Cái tài khoản này nó chính là thuộc tài khoản của Microsoft, nó giống như tài khoản Skype của bạn vậy đó. Sau khi chúng ta sign xong thì các bạn sẽ quay trở lại thằng VS Code này, các bạn sẽ nhìn thấy này đó, chúng ta sẽ đăng nhập được một cái tài khoản của Microsoft vào VS Code. Ý nghĩa của việc này để làm gì? Mục đích của việc này để làm đó là khi các bạn cài đặt VS Code ở trên máy này và các bạn cài đặt thêm một vài cái extension phục vụ cho công việc của mình, cộng với các config mà các bạn config cho nó phù hợp với cái dự án hoặc là phù hợp với cái ngôn ngữ mà các bạn đang sử dụng. Thì sau khi mà config xong thì giả sử các bạn chuyển sang một máy tính khác để làm việc và các bạn muốn là ở máy tính đó cũng có những cái extension mà các bạn đã cài ở máy tính này và cũng có những cái config mà các bạn đã thực hiện ở máy tính này đó. Thì khi mà sang máy tính mới, các bạn chỉ cần đăng nhập lại cái tài khoản Microsoft ở máy tính mới là ngay lập tức nó sẽ đồng bộ toàn bộ những cái config cũng như là những cái extension mà các bạn đã thực hiện ở máy này sang, để ở cái máy mới kia các bạn sẽ không phải thực hiện lại từ đầu nữa mà các bạn cứ thế sử dụng thôi, bởi vì nó sẽ đồng bộ từ cloud của Microsoft về. Đó chính là cơ chế SYN của thằng Microsoft, được chưa? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây là những cái option mà nó sẽ xin và nó sẽ lưu. Khi các bạn chuyển sang tính khác thì các bạn chỉ cần cài VS Code đăng nhập với tài khoản của các bạn cùng với cái email đó thì chắc chắn là các bạn sẽ có được một cái VS Code ở máy mới với đầy đủ những cái config giống như cái mà các bạn đã cài ở máy tính trước đó. Thì đây là ý nghĩa của cái việc mà các bạn đồng bộ thông qua một cái tài khoản như thế này, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói đến một vài cái extension mà chúng ta sẽ dùng, đặc biệt là những bạn mới và những bạn đang theo khóa Fanen thì chắc chắn rồi, các bạn hãy cài cho mình cái Lib Server. Cái Lib Server này các bạn cài lên rất đơn giản thôi. Đây, của mình thì mình đã cài rồi do đồng bộ, thì các bạn có thể uninstall đi như thế này. Đó, vào đây mình sẽ nhấn cài. Thì để cài thì các bạn thực hiện từ đầu như thế này, các bạn vào cái biểu tượng này. Đây, ban đầu như thế này. Các bạn vào cái biểu tượng như thế này. Đó, và gõ Lib, gọi lip như thế này thôi là nó đã subcaption. Cái extension này đang có hơn 13 triệu lượt tải, các bạn chỉ việc cài nhấn intro là xong nhé. Đó, sau đó thì mình sẽ giải thích cho các bạn ý nghĩa của việc sử dụng cái lip server này. Thì để hiểu hơn ý nghĩa của việc sử dụng lip server thì mình sẽ add thêm một cái workspace vào. Thì cơ chế quản lý source code của thằng VS Code nó là workspace, nó gần giống như các IDE khác thôi. Tuy nhiên VS Code nó là editor các bạn nhé. Đó, thì ở đây mình sẽ add thêm một cái workspace. Workspace này mình sẽ lấy ở ngoài, chính là thư mục demo ở ngoài desktop. Đó, ok chưa? Sau đó mình sẽ tạo ra một cái file là index.html. Mục đích của ví dụ này để giúp các bạn hiểu về ý nghĩa của thằng Lib Server. Đây, ví dụ mình tạo ra một trang HTML như thế này với một cái thẻ H2, với một cái thẻ H2 như thế này. Học lập trình web tại santech.edu.vn, giả sử như vậy. Đó. Sau đó thì bình thường các bạn sẽ chạy xong như thế này và các bạn sẽ mở nó lên, đúng không? Các bạn sẽ mở nó lên bằng cách là các bạn đây, các bạn sẽ mở cái file này lên bằng cách là vào cái folder và mở nó với trình duyệt như thế này. Đó, thì các bạn sẽ nhận được một cái nội dung ở đây. Hiện tại thì chúng ta đang chưa thấy nó có gì, xem chúng ta đã lưu file chưa. Thì file này chúng ta chưa lưu. Đó, chúng ta lại phải quay trở lại đây và nhấn F5 lại như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nội dung mà chúng ta vừa tạo ở đây. Và khi các bạn có bất kỳ một cái thay đổi gì ở đây, có phải như thế này không? Đây, ví dụ như là đây sẽ là học lập trình. Đó, thì các bạn sẽ phải quay lại đây và các bạn nhấn reload như thế này. Đó, nếu mà chưa lưu thì đó, ở đây chưa lưu này. Quay trở lại này.
thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này nội dung nó sẽ hiển thị sau khi các bạn quay trở lại và reload. Thì ý nghĩa của thằng server này, của thằng live server, nó sẽ giúp cho chúng ta không phải thực hiện cái công việc reload này nữa, mà nó sẽ retime, có nghĩa là khi các bạn nhấn save cái thì lập tức nó sẽ tự động nó reload cái trình duyệt này để nó nhận cái code mới. Đó, ý nghĩa của thằng live server là như vậy. Cụ thể như thế nào mình sẽ thực hiện như sau. Ví dụ mình sẽ mở cái này với live server như sau, như thế này. Đó, chúng ta sẽ mở với live server. Thì khi các bạn chạy với live server thì nó sẽ chạy thông qua một cái domain như thế này, với cái port là 5500 như thế này. Đó, bây giờ giả sử mình thêm một cái code mới ở đây, vẫn là thẻ P đi. Ví dụ như là test live server. Đó, mình nhấn lưu lại, quay trở lại này. Các bạn sẽ nhìn thấy nó đã thực hiện ở đây luôn rồi. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Đấy là cái ý nghĩa của thằng live server, được chưa? Rồi, thì đó là ý nghĩa của live server. Vậy thì nếu mình muốn là mình muốn có một cái cửa sổ mà nó hiển thị luôn ở đây chứ không cần phải mỗi lần cứ chuyển tab ra đây để nhìn như thế này thì nó khá bất tiện. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, mình muốn là có một cái cửa sổ code nó hiển thị ngay ở bên tay phải của thằng VS Code này, thì chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ cài thêm một cái extension, nó có tên là Browser Preview. Đây, Pre-Browser Preview. Đây, nó sẽ là một cái extension này. Đây, Browser Preview đây. Nó chính là cái này các bạn nhé. Đó, nó hiển thị như thế này. Đây, thì các bạn hãy search nó với cái từ khóa là Browser Preview. Đây, Browser Preview. Đây, các bạn hãy search với đúng cái từ khóa này thì nó sẽ hiển thị lên đầu. Cái này đang có hơn 400.000 lượt tải và cài đặt. Đây, mình sẽ nhấn Intro như thế này. Đó, vậy là chúng ta đã cài đặt được. Lúc này chúng ta quay trở lại cái phần source code, mở cái trang index lên. Chúng ta muốn chạy cái preview thì các bạn chỉ cần kích chuột phải vào cái file mà chúng ta muốn chạy là index này. Sau đó nhấn vào Open in Browser Preview. Ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy, đó, nó sẽ như thế này. Mình sẽ tắt cái phần hiển thị code này lên. Đó, thì như thế này các bạn, trong quá trình mà các bạn học, đặc biệt là những bạn mới thì các bạn sẽ không phải switch qua switch lại nhiều lần. Các bạn chỉ cần để ở đây và nhìn thấy sự thay đổi, ví dụ như thế này. Thì làm sao để mà nó nhận được cái sự thay đổi của thằng live server thì mình test thử nhé. Bây giờ thì nó vẫn chưa nhận đâu. Các bạn nhìn này, học à rồi, gọi là test browser live như thế này, nhấn save. Đó, các bạn sẽ không thấy nó thay đổi đâu mà phải reload lại. Thì làm sao để mà sử dụng được cái live server thì các bạn chỉ cần copy đúng cái đường link này sang bên đây và thay thế nó bằng cái đường link này. Đó, bây giờ mình thêm một cái dòng nữa, ví dụ như H4 này, lập trình web, ví dụ như là nhớ đăng ký kênh YouTube của Sun Tech Việt Nam chẳng hạn, như vậy nhé. Rồi, ok, nhấn save này, các bạn nhìn này, nhấn save. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy thay đổi ở đây. Thì việc này nó có cái ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là đối với những bạn mới. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn học code thì các bạn sẽ cần phải nhìn cái sự thay đổi sau khi mà các bạn code, thì cái này nó giúp các bạn làm việc nó nhanh hơn. Đó, được chưa các bạn? Và trong thực tế thì cái browser của thằng VS Code này, cái browser preview này, nó chỉ dùng trong quá trình mà chúng ta test thôi. Còn khi mà các bạn phát triển một cái ứng dụng thực tế thì các bạn sẽ phải dùng trình duyệt để các bạn đảm bảo là không có bug trong thực tế nếu mà các bạn chạy nó ở trên môi trường production, được chưa? Nhưng cái này nó sẽ giúp cho các bạn học hoặc là demo hoặc là test thử những case study mà các bạn cần thì nó sẽ rất là nhanh, mà các bạn không cần phải switch qua switch lại browser, được chưa? Kết hợp với cái live server thì các bạn sẽ không cần phải nhấn reload nữa. Đó, ví dụ như thế này thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy nội dung này. Đó, sau khi nhấn save, được chưa các bạn?
Đó, thì đây là hai cái extension đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, để các bạn hãy cài đặt lên VS Code của mình. Nhớ cho mình là hãy đăng nhập với tài khoản của Microsoft để nó đồng bộ cái config này các bạn nhé. Rồi, ok, video này mình sẽ dừng lại ở đây. Chào các bạn.